chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Nhật ký Ban Công à, Đây là một trong những chủ dự án của Minh Tú được à, thành lập và sản xuất vào năm 2023 à, Đã một năm trôi qua rồi và có rất là nhiều những khách mời đến đây Đã chia sẻ cho Minh Tú rất là nhiều câu chuyện à, Và từ đó Minh Tú cũng được chữa lành rất là nhiều Và từ Nhật ký Ban Công thì Minh Tú cảm thấy là Minh Tú được à, lớn hơn một chút xíu à, Nhìn đời nó sâu hơn một chút xíu, rộng hơn một chút xíu Và ngày hôm nay cảm xúc của mình tú bây giờ nó hơi rung, hơi uh, xúc động uh, một chút bồi hồi à, bởi vì cái người khách mời này thì có thể nó là một trong phần thanh xuân của mình tú um, một khách mời mà chắc mọi người cũng không có thể đoán được mọi người thường hay kêu mình tú là hãy rất mong chờ một cái tập mà có thể ngồi nói chuyện cùng với cái nhân vật này uh, như mọi người luôn sẽ nghĩ là sẽ rất là khó để mà mời uh, nhân vật này ngồi chung với Minh Tú và để chia sẻ cũng như nói chuyện. Đó chính là một người bạn, một người đồng nghiệp, một người đối thủ, một người mà đối với Minh Tú giúp cho Minh Tú trưởng thành hơn trong cái hành trình phát triển sự nghiệp của Minh Tú đó chính là siêu mẫu Lan Khuê. Đầu tiên thì chắc là phải cảm ơn Minh Tú đã mời Khuê đến với Nhật ký Ban Công. Thỉnh thoảng trên mạng xã hội thì Khuê sẽ xem được những cái khắp khích từ từ nhật ký ban công thì qua đó khuê uh, cũng hiểu hơn được rằng minh tú cuộc sống tâm tư tình cảm và suy nghĩ của tú đã đã thay đổi như thế nào sau sau nhiều năm đương nhiên là sau nhiều năm là ít có cái sự tương tác tiếp xúc với nhau thì qua những cái chia sẻ trên nhật ký ban công thì khuê sẽ hiểu hơn về tú tú đã thay đổi như thế nào tú hiện tại ra sao khuê uh, có theo dõi cái hành trình đó Uhm, ban đầu thì Khôi cũng cảm thấy là ngạc nhiên Là Tú bắt đầu ra podcast thì uh, Tú bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về về mình Để cho mọi người hiểu hơn về Tú Thì ban đầu thì Khôi nghĩ chắc cũng là cứ trào lưu Tại vì tất cả mọi người khoe thấy nhiều người ra podcast Nhưng mà uh, khi mà theo dõi thì mình sẽ thấy là mỗi một cái podcast của mỗi một người khác nhau Rồi mỗi một cái nhân vật mà Tú đem tới chương trình lại là một cái lát cắt một cái câu chuyện mà qua đó chúng ta có thể hình dung được cái cuộc sống của tất cả mọi người và hiểu được cái quá trình phát triển của mỗi người ra sao bởi vì mỗi người đều có một câu chuyện và chính những câu chuyện đó là cái nguồn cảm hứng cho những người xung quanh. Mỗi nhân vật khách mời khi mà, mà mà tôi mời vô tôi sẽ suy nghĩ rất là kỹ ừ. và tôi chưa bao giờ có cảm giác giống như bây giờ. Cảm giác gì? <laughs> cảm giác nó xúc động. Ừ. Ừ. Mình không biết là mình sẽ nói chuyện với nói cái gì, người bạn này gì? <laughs> như thế nào uh, khi mà nhìn thấy bạn tôi sẽ thấy lại tuổi trẻ của tôi rất là nhiều ừ. uh, và thường ở trong mỗi tập thì tôi sẽ có một cái chủ đề nhưng với tập của bạn thì uh, tôi nghĩ cái chủ đề nó hiện rất là rõ tôi không có cần nói đó là tình bạn ừ. cảm xúc của bạn sao à, đã lâu rồi mình mới có cơ hội để ngồi mà nói chuyện với nhau để hỏi cảm xúc của của tôi bây giờ à cũng khó để mà diễn diễn giải bằng lời bởi vì nó cũng lạ lắm lạ lẫm lắm bởi vì đã một thời gian dài không có nhiều tương tác với nhau những cái những gì mà mình biết về nhau nó sẽ thông qua mạng xã hội qua những cái uh, trò chuyện chia sẻ của của tú với lại mọi người uh, những cái thông tin mà mình thu thập được nó nó chỉ là một cái bề nổi thôi bề nổi về thông tin còn uh, những gì sâu sắc hơn thì mình sẽ không vẫn chưa chạm tới được cho nên bản thân khuê cũng nghĩ rằng không biết là ngày hôm nay khi mà trò chuyện với tú thì mình sẽ uh, nói chuyện như thế nào bởi vì khi mà mình không hiểu không không hiểu nhiều về cái khoảng thời gian vừa rồi thì sẽ có nhiều thứ để khai thác nhưng mà nó cũng sẽ là cái hạn chế bởi vì đã lâu quá rồi không tương tác với nhau sẽ dễ bị đơ là cũng không biết hỏi gì đúng không uh, rồi bản thân khuê cũng là một cái người thụ dạng uh, nói nói hôm nay là tim hướng nội đi cũng uh, cũng không phải là một cái người giỏi trong cái việc bắt chuyện hay là khai thác câu chuyện của người khác cho nên mình cũng nói không biết là cái cái tập này nó có có cái gì thú vị hấp dẫn để mình đã hả chia sẻ với khán giả hay không đương nhiên là câu chuyện của mỗi người đều có nhưng mà để mà truyền đạt nó cho khán giả cảm thấy nó thú vị cảm thấy thích thú thì không biết là mình có đủ khả năng để làm được chuyện đó hay không cho nên cái cảm xúc nó cũng không biết diễn tả thành lời như thế nào. Tại vì trong một cái khoảng thời gian có thể nói chính xác là từ 2014 cho đến tận 2023 là 8 năm. Tôi luôn có một cái rào cản của bản thân mình là không bao giờ dám ngồi xuống nói chuyện với bạn hoặc là có một cái tương tác nó gần hơn. Bởi vì tôi luôn có một cái Nỗi lo hoặc là một cái nỗi sợ là mình sẽ nói gì hoặc là uh, có thể khi hai cái tên mình đặt để chung nó luôn luôn tạo nên một cái sự ồn ào ừ. vô ý thôi chứ không phải là một trong hai chúng ta nó cố ý muốn như vậy nhưng mà có thể nhiều khi là mình sẽ hiểu sai nhau và từ đó nó làm cho tôi lúc nào tôi cũng sẽ hơi rụt rè khi mà muốn tiếp xúc gần với bạn hoặc là muốn nói chuyện với bạn. Bởi vì tôi không có muốn là ok tôi là một người hơi thẳng tính thật. Tôi cũng hay sồn thật nhưng mà có những cái tôi không có phải là một người muốn tạo nên sự ồn ào hoặc là lúc nào cũng muốn ở gần cái tên đó để mà có quá nhiều sự chú ý về mặt truyền thông hoặc là mặt uh, social nhưng mà nó không theo hướng uh, tích cực. Tôi suy nghĩ rất là nhiều. Tôi mới dám nhắn tin mời bạn ngồi không phải là tôi sợ bạn không nhận lời mà tôi cảm thấy là tôi không biết tôi có đủ tự tin bước qua cái nỗi sợ đó của mình để có thể ngồi xuống nói chuyện với bạn một lần sau rất là nhiều năm và hồi nãy bạn nói là tôi không có nhiều câu hỏi thật ra tôi có rất là nhiều câu hỏi muốn hỏi bạn nhưng mà không biết là cái sự cởi mở của chúng ta sẽ đi đến đâu để những cái câu chuyện này nó được sâu như thế nào à, tôi biết không thật ra bản bản chất mà phụ nữ khi sinh ra họ đã có một cái thứ gọi là giác quan thứ sáu cái giác quan thứ sáu đó đôi khi sẽ mách bảo cho chúng ta những cái thứ mà mình rất khó diễn diễn tả nó bằng lời cái giác quan thứ sáu này nó mách bảo cho mình biết được rằng đến một thời điểm nào đó mình sẽ phải làm một cái điều gì đó và cái giác quan thứ sáu này nó cũng sẽ cho mình cái cảm nhận được rằng cái cái đối phương và mình nó thật sự đã sẵn sàng để tiến tới một cái một cái mối quan hệ không chỉ là trong chuyện tình yêu thậm chí tình bạn tình đồng nghiệp cũng vậy thì đến một cái thời điểm mà khuê cảm nhận được rằng à thời điểm này chắc là một cái thời điểm rất là thích hợp để cho cả hai có thể nói chuyện được với nhau với lại con đường con đường nào thì nó cũng sẽ là con đường hai chiều ví dụ như bạn muốn nói chuyện với tôi nhưng mà tôi không muốn nói chuyện với bạn vũ trụ nó cũng không cho mình một cái tín hiệu nào để cho mình hiểu được rằng mình có thể ngồi nói chuyện được với người còn lại. À, bản thân khuê thì khuê cảm nhận được ở tú có cái sự thay đổi, sự thay đổi rất lớn về về mặt cảm xúc so với thời điểm những năm trước. Và cái thứ hai là giữa khuê với tú có những người bạn chung á, thì những lần mà gặp những người bạn chung đó, họ cho khuê một cái tín hiệu để khuê biết rằng à tú cũng giống như mình cũng nhìn về phía nhau cũng theo dõi nhau cũng có sự quan tâm đến nhau chỉ là chưa biết và chưa tìm được cái cơ hội thích hợp để ngồi với nhau và qua những cái thông tin đó thì mình hiểu được rằng à đã đến lúc mà cả hai sẵn sàng có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau à, tương tác với nhau nhưng mà cái gì cũng vậy nó cũng sẽ cần một cái thời gian từ từ ừ. không không ai mà tự nhiên có hả nhiều năm trời ít tương tác gặp nhau một cái à, nói chuyện như như thác tuôn khó lắm Sẽ có một cái sự gọi là từ từ Thì cái hay của thời gian đó chính là một cái sự chữa lành Thời gian có thể Làm cho cái cảm xúc của mỗi người Nó sẽ có sự thay đổi Có thể mềm mại hơn Giúp cho những cái ừ. Những cái ký ức Mà những cái ký ức tốt đẹp Nó lại có khả năng Lưu giữ rất là lâu ừ. Ở thời điểm này các mình nhớ về nhau Chắc là những cái điều mà tốt đẹp thôi Ví dụ như Khuê nhớ nhớ rất rõ một điều là dù cho có chuyện gì xảy ra hay chăng nữa cái cái điều ấn tượng nhất của khuê về tú á uh, khuê nghĩ tú là một cái người sâu sắc và là một người hiểu chuyện và biết điều lý do tại sao khuê đúc kết được điều này bởi vì khuê vẫn còn nhớ có một lần khuê đi diễn ở xa hình như là ở huế tú có nói với khuê là à tú cũng muốn mua một số món đặc sản ở đó để tú biếu người thân nếu mà Khuê có thời gian rảnh Thì nhờ Khuê mua giùm Khuê mua Và lúc mà gặp Tú ở trong hậu trường Của một chương trình thời trang Khuê có nói với Tú là Khuê có mua nè Xong rồi cái Nhìn cái vẻ mặt của Tú rất là ngạc nhiên À ngạc nhiên là kiểu như là Mình nói chơi không ngờ nó làm thiệt Và sau đó Khuê nhớ là Tú gửi tiền lại cho Khuê mua cái đó Ngoài ra Tú còn kèm thêm một cái món quà tặng Tú nói là từ xưa đến giờ tú không sợ nhất là mang nợ người khác à, chỉ một câu nói như vậy thôi khiến khuê hiểu được thấy rõ được cái bản chất tú là người như thế nào cho nên dù cho là à, có những cái va chạm trong công việc hay là như thế nào chăng nữa thì khuê cũng vẫn, vẫn tin rằng bản chất con người nó là một cái thứ nó sinh ra trời đã có có thể là do thời gian do môi trường do những người xung quanh tác động khiến cho mình à, có những cái 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 cách phản ứng với với mọi thứ nhưng mà về cái bản chất thật sự của một con người thì nó là một cái thứ nó không thay đổi thì đó là cái điều mà ấn tượng của khuê về tú và khuê luôn giữ cái ấn tượng đó đến tận bây giờ và sau nhiều năm sau sau nhiều nhiều việc nhiều, nhiều, thăng trầm trong cuộc sống thì tú cũng đã đã thay đổi những cái và trở về đúng với bản chất con người của mình từ thở ban đầu và đó là cái điều mà khuê cảm thấy mừng cho tú bởi vì bây giờ ngồi ở đây khi mà nhìn tú á cái 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 cảm giác mà tú đem lại cho khuê nó khác ngày xưa ừ. ngày xưa mỗi lần nhìn tú mình sẽ thấy là trời cái bà này là kiểu sẵn sàng á hả hùng hổ sẵn sàng lao vào một cuộc chiến nào đó bất kể cuộc chiến đó cuộc chiến gì nhưng mà ngày hôm nay thì nhìn tốn thấy nó có cái sự dịu dàng lắm Cả cái sự ấm áp nữa Khiến cho người đối diện cảm thấy có sự tin cậy Dễ chịu Và dễ đó để, để mình lắng nghe Cũng như là để chia sẻ Hồi nãy tôi có nói là một người bạn là tại vì trước khi chúng ta bắt đầu vào con đường phát triển sự nghiệp thực sự thì chúng ta có một nhóm bạn chung và chúng ta hay đi chơi chung và lúc đó bạn giống như là một tri uh, kỷ và là một người mà bạn gái có thể gọi là bạn rất con gái, ít là con gái, bạn con gái rất ừ. ít ở trong uh, cuộc sống của tôi. Lúc đó còn rất là nhiều người mẫu trẻ khác cũng là những người mẫu nữ nhưng mà tôi không biết sao tôi sẽ luôn cảm thấy là tôi với Khuê có chung một cái vai và tôi cảm thấy là đây là cái người mà tôi cảm thấy là tôi muốn chia sẻ, tôi muốn đi chơi chung và tôi muốn có có một cái gọi là một cái mối tình bạn xong sau đó chúng ta cùng nhau phát triển sự nghiệp thì tất nhiên là mỗi người sẽ có một cái định hướng riêng giống như nãy khuê nói là vào hoàn cảnh thời điểm nè và kể cả tính cách khi mà mình phát triển lên tôi giống như một ngọn lửa còn bạn thì nó giống như là một dòng sông nó rất là nhẹ nhàng nó là một cái nó có những cái cơn lốc ngầm nhưng lúc nào ở trên cái mặt của bạn nó cũng rất là bình tĩnh nó yên bình như vậy Ờ... Uh, hai người phát triển ở trong cái con đường sự nghiệp nó khác nhau, định hướng nó cũng khác nhau và chúng ta có những cái mối quan hệ khác nữa. Thì rõ ràng là đôi lúc chúng ta không còn hiểu nhau như xưa nữa. Tôi nghĩ là cả cả tôi và bạn đều có một cái tính cách chung là khi tôi và bạn đặt ra một cái mục tiêu gì chúng ta luôn cố gắng để đạt được cái mục tiêu đó và đôi khi bởi vì chúng ta quá tập trung vào cái mục tiêu đó vô tình chúng ta tách nhau ra chúng ta đi hai hướng khác nhau bởi vì chúng ta có những cái mối quan hệ khác nhau sở thích cũng bắt đầu khác nhau trưởng thành hơn thì mọi thứ nó cũng khác nhau và hồi nãy tôi có nói là một cái từ là đối thủ thì thật ra là trong con đường phát triển sự nghiệp của tôi tôi nghĩ không chỉ mình tôi đâu tất cả mọi người cũng sẽ cảm thấy được là lan khuê thì sẽ luôn dính với minh tú và minh tú cũng sẽ luôn cái tên nó sẽ luôn song song có những lúc tôi sẽ không không vui đâu, tại vì tôi sẽ luôn cảm thấy là tôi không có muốn bị so sánh, nhưng sau này tôi luôn biết ơn vì điều đó. Tại vì tôi cảm thấy là cái đối thủ đối thủ của tôi rất là mạnh. Điều đó khiến cho tôi lúc nào cũng phải cố gắng rất là nhiều. Bạn giống như là một một cái tên và tôi cảm tôi biết bạn có những cái thế mạnh gì, những cái điểm tốt nào và lúc nào bạn cũng tập trung trong con đường phát triển sự nghiệp và bạn đi nó rất là theo một cái kế hoạch và một định hướng rất là rõ ràng. Nên từ đó tôi sẽ luôn cảm thấy là ok, đối thủ mình ở đây và họ rất là mạnh là một cái động lực và thúc đẩy tôi cũng phải cố gắng rất là nhiều. Đối với tôi, á tôi có thể gọi bạn là một phần thanh xuân rất là quan trọng trong tuổi trẻ của tôi. Cho dù trong 8 năm tụi mình không có nói chuyện với nhau, nhưng mọi thứ tôi biết về bạn tôi tôi luôn hỏi bạn có hạnh phúc không sau này tôi hỏi điều đó rất là nhiều với một số bạn chung à, cuộc sống của bạn đó của Khuê sao rồi à, dạo này không có thấy xuất hiện vài năm trước thì tới dạo này không có thấy bạn xuất hiện trên sàn diễn nhiều vậy tôi viết là sàn diễn là một trong những cái đam mê hồi xưa của bạn nên là tôi cũng hay rất là hỏi thăm về điều đó và một thời gian bạn tập trung lo cho gia đình đó, tôi cảm thấy tôi cô đơn ở trong con đường phát triển sự nghiệp của tôi và bạn cũng giúp cho tôi thay đổi rất là nhiều trong suy nghĩ có những chuyện nó đến và cái phản ứng của bạn nó rất là bình thường nhưng có những chuyện nó đến với tôi cũng giống như vậy nhưng phản ứng của tôi nó rất là không kiểm soát được rất là giận dữ rất là một cái cơn cuồng phong và đôi khi tôi tôi hay coi lại những cái đoạn đó và tôi cảm thấy là bạn tại sao bạn có thể bình tĩnh đến như vậy. Đôi lúc tôi cũng sẽ nghĩ là bạn làm được, tôi cũng phải cố gắng làm được. Và từ đó thì tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ về bản thân của mình khá là nhiều. Và tôi có một lần tôi trả lời trên tại podcast luôn. Tôi nói là tôi có một người tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi bởi vì tôi cảm thấy là cái sự nóng giận đó của mình, mình cũng đã nói ra những cái câu Khiến cho người Dù là cố ý hay là vô ý Nhưng rõ ràng là khiến cho người đó tổn thương Thì ngày hôm nay tôi ngồi ở đây Tôi xin lỗi bạn Vì những cái câu mà ngày xưa Tôi không kiểm soát được Tôi biết không à, Có một cái điều Khác biệt giữa Khuế và Tú Khuế nhận ra đó chính là Tú là một người suy nghĩ rất là nhiều Mà Tú có hiểu ra được rằng đó, Suy nghĩ nhiều Sẽ làm mình khổ cái sự bình tĩnh của khuê không phải là tại vì mình giỏi kiềm chế đâu mà chỉ đơn giản là khuê không phải là một người nghĩ nhiều sự việc diễn ra khuê chỉ nghĩ đơn giản à sự việc này nó diễn ra là do cái vấn đề ở thời điểm đó cho nên sẽ dẫn đến cái tình huống này và sau khi chuyện này kết thúc nó cũng nằm ở quá khứ đối với khuê nhưng mà đối với tú khuê khuê biết rằng tất cả những cái sự việc diễn ra dù là nhỏ hay lớn trong cuộc sống nó cũng là một cái thứ nó nó đeo bám trong cái suy nghĩ của tú và điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tú về mặt cảm xúc à, là một cái người làm nghệ thuật hay là làm trình diễn thì cảm xúc nó lại là một cái thứ rất là là phù hợp với một người làm nghệ sĩ bởi vì sao cảm xúc khiến cho người nghệ sĩ trở nên thú vị hơn khi người khác nhìn vào tú sẽ cảm thấy cô gái này rất là thú vị không biết được cổ sẽ làm gì ngày hôm nay là cổ cổ như thế này nhưng ngày hôm sau cổ lại có thể làm một cái điều gì đó uh, khiến cho mọi người phải giật mình phải wow thì đó lại là một cái điểm thú vị cũng có rất nhiều lần khuê 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 cũng nghĩ rằng nếu có cơ hội nói chuyện với tú thì uh, khuê cũng mong rằng dần dần tú sẽ không còn bị những cái suy nghĩ đó nó 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 vặt mình nữa nó sẽ giúp tú trở nên uh, Ừ. Ừ. Cho nên cảm thấy là bình yên hơn Nhẹ nhàng hơn trong tâm hồn Và Khuê cũng muốn nói với Tú là thật sự Những cái gì đã, đã diễn ra trong quá khứ Đối với Khuê nó là quá khứ rồi Ở thời điểm hiện tại Nghĩ đến Tú Khuê chỉ nhớ đến những cái điều tốt đẹp Còn động lại trong Khuê Giống như, như Khuê nói câu chuyện Một câu chuyện rất là nhỏ Một câu chuyện rất là lâu rồi Nhưng mà Khuê vẫn nhớ nó Và Khuê tin rằng đó mới chính thật sự là cái minh Tú một cái minh tú mà Khuê biết và Khuê cũng muốn mọi người cũng biết tới. Thật ra bản thân mình cũng không phải tốt đẹp gì đâu. Đương nhiên ở cái thời điểm đó, uh, khi mà đối diện với cái 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 cảm xúc với những cái uh, những cái sự việc đó thì đương nhiên mình cũng có sự bực bội đó, cũng khó chịu đó. Nhưng mà nó cũng chỉ dừng ở đó thôi. Có thể nó sẽ kéo dài một khoảng thời gian vài ngày, vài tuần. Nhưng rồi mình lại bắt đầu quay trở lại với cái quỹ đạo cũ của mình. Đương nhiên ở thời điểm đó Khuê cũng sẽ suy nghĩ rằng Ủa? Làm sao vậy ta? Mình nhớ là mối quan hệ cũng tốt đẹp mà ta. Rồi sao tự nhiên chuyện gì nó dẫn tới những tình huống này ta? Mình bắt đầu mình suy nghĩ lại, mình lục lọi lại trong ký ức, trong trí nhớ của mình là Ủa mình có làm cái chuyện gì sai không ta? Hay mình có lỡ lời? nghĩa là cái 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 vấn đề này là ở trước đó trước khi diễn ra The Face nha mình không nói đến cái chuyện mà diễn ra trong trong cái lúc ghi hình này đương nhiên với những cái lý do ở thời điểm đó thì cái sự cái chuyện bùng nổ nó là cái chuyện uh, phải diễn diễn ra thôi mà đang khó xử chưa kịp giải quyết cả hai lại cùng ngồi với nhau trong một chương trình một một cái chương trình mà ở nơi đó sẽ rất dễ có cái sự uh, cạnh tranh và nó lại càng khơi gợi lên uh, bùng nổ hơn về cảm xúc của mọi người trong uh, trong chương trình thì lúc đó mình cũng suy nghĩ rất là nhiều Nhưng mà nghĩ hoài không ra Thì thôi cái gì mình nghĩ không ra thì thôi cứ để đó vậy Thì ra có những cái câu hỏi Mà bản thân Khuê cũng mãi không tìm cái câu trả lời Mà Khuê thì đơn giản một điều rằng Tìm không ra thì thôi cứ để đó Hôm nào rảnh thì hoặc là hôm nào mà may mắn có một cái tín hiệu gì đó để mình có thể giải đáp được câu hỏi này thì nghĩ đến nó sau còn không thì thôi có những chuyện mình nó ngoài cái tầm với của mình rồi Uhm, thì đó mãi đến bây giờ cũng 7 tám năm mình mới có dịp gặp lại nhau. thật ra để mà hỏi hỏi thẳng nhau là ủa mà vấn đề của tụi mình là như thế nào. nhiều khi quay cũng ngại, cũng không biết hỏi như thế nào. Có những người xung quanh sẽ mang đến cho mình năng lượng tích cực, uhm. nhưng đồng nghĩa cũng sẽ có những người mang đến cho mình những cái thông tin và những cái suy nghĩ nó rất là tiêu cực. thì uh, từ đó nó sẽ tạo nên một cái sự suy nghĩ sai. Nó chỉ có một phía, tôi nghĩ về bạn. Tôi lại không lắng nghe bạn. Và tôi chỉ nghĩ và suy nghĩ và cho nó là như vậy. Và cái sau này tôi rút ra là cái dở của tôi là tôi không nói. Tại sao tôi không ngồi xuống với bạn, tôi hỏi bạn nó có phải là như vậy hay không? Hoặc là uh, tôi phải lắng nghe. Nếu nó là như vậy thì tại sao bạn lại làm như vậy? Tôi lại bỏ qua cái việc lắng nghe. Cái sự giải thích hoặc là một cái cái câu chuyện từ bạn điều đó nó làm cho cái mối quan hệ của mình nó có vấn đề xong nó lại càng có vấn đề xong rồi hai tụi mình lại làm chung một lĩnh vực nghĩa là chưa giải quyết chuyện cũ yeah. chuyện mới đó tới rồi xong rồi trong những cái đường đua của tụi mình thì luôn là những cái cạnh tranh những cái dễ bùng nổ và từ đó thì tụi mình xảy ra một cái cuộc bùng nổ lớn và một lần nữa là tôi lại phạm đúng là cái lỗi đó nữa là tôi không hỏi bạn và tôi cũng không bao giờ chịu nhắn cho bạn hoặc hẹn bạn ra để nói chuyện rõ ràng mà tôi sẽ luôn suy nghĩ là ừ tại vì bạn làm vậy nên tôi làm vậy nhưng lại tôi lại không chịu hỏi là tại sao bạn làm vậy và tôi luôn luôn cho mình lúc đó là cái suy nghĩ của tôi tôi làm vậy là đúng tại bạn làm như vậy rồi xong mình luôn lắng nghe những cái câu chuyện thông tin từ nhiều người và mình lại không chịu chọn lọc thông tin để lắng nghe. Không, không? mình mình lắng nghe mình đã không thích một cái gì rồi thì rõ ràng khi người đó người khác cho một cái thông tin tốt về người này mình sẽ luôn avoid nó. Ừ. Nhưng khi người ta cho một cái thông tin xấu á thì mình nói ừ đúng rồi tính nó vậy mà. Thì rõ ràng lúc đó mình còn trẻ, mình còn nhỏ, mình còn rất là nông cạn trong suy nghĩ và mình để cái tôi của mình nó kiểm soát suy nghĩ và hành động của mình nó quá nhiều đó là cái đúc kết của tôi sau rất là nhiều năm tôi hỏi bạn một câu trong 8 năm qua có bao giờ bạn buồn tôi không nghĩa là cái sự việc xảy ra thì mình buồn ngay lúc đó thật sự uh, trước đầu face tự nhiên là có một cái 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 cái, cái tình huống diễn ra giữa hai đứa mình á em nhớ cái hôm đó khi mà nhận được cái thông tin đó, mình mình buồn lắm chẳng những buồn mà cảm giác tức nữa mà tôi á khi mà tức á sẽ dẫn tới tình trạng là người hay bị bị shaken á người run vậy nào chuẩn bị dễ tới nơi mà tay run vậy nào run bị tức á kiểu là mình không thể nào kiểm soát được cái 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 sự nghĩa là mình biết là mình phải kiểm soát nó nhưng mà nó 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 nó, nó, nó diễn ra với mình nhanh quá rồi mình hiểu là mình phải kiểm soát nó cho nên thành ra cái người mình nó cứ bị luôn mình nè Tối đó cái bạn make up cho Khuê đó là phải nắm tay Khuê Để Khuê bình tĩnh lại rồi, rồi ra diễn, diễn thì vẫn diễn đó Nhưng mà rõ ràng nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng ngày hôm đó Ngày hôm đó mình mình không có được cái sự trình diễn mà như mình mong muốn Rồi khi về nhà mình cũng suy nghĩ là tại sao ta Rõ ràng từ xưa đến giờ, thậm chí đến tận bây giờ Mình ba mươi mấy tuổi rõ ràng mình cũng làm sai nhiều việc Nhưng mà ở tình huống đó mình thấy là mình không có sai Mình tại sao vậy ta mà mối quan hệ giữa mình và người ta cũng đang rất là vui mà. Khuê, Khuê đặt ra cho mình nhiều câu hỏi lắm. Nhưng mà cũng giống như Tú thời điểm đó thôi. Nếu mà Tú không hỏi, thì tại sao Khuê cũng không hỏi đúng không? Nếu mà Khuê hỏi Tú lý do, thì Khuê nghĩ rằng à, mọi chuyện cũng đã khác rồi. Nhờ biết sao được bây giờ. Nhưng mà... Tầm đó hai đứa mới hai mươi mấy tuổi đúng à. Rồi tấm vấn đề là mình không hỏi nhau đúng là mình không không giao tiếp với nhau và mình lắng nghe những cái thông đúng tin rồi. mà mình chỉ đang muốn lắng nghe nhưng mà nhiều khi hồi nãy Khuê nói đúng nó phải ừ. đúng thời điểm ừ. và đúng ở hai cái sự trưởng thành của hai người có nhiều khi ngày xưa khi mà tôi còn quá nhỏ mình ngồi xuống nó lại là một cái cuộc bùng nổ khác nữa chứ không phải được không như, như bây giờ các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú Cuộc sống bạn bây giờ như thế nào? Nó đương nhiên là sẽ khác ngày xưa rồi Ngày xưa độc thân thì khác Mình thích làm gì, mình muốn gì Dễ lắm, không có gì ràng buộc Không có gì ràng buộc về thời gian Có không phải ràng buộc về, về, về trách nhiệm Kiểu muốn đi chơi Nhắn tin bạn ơi, bạn à rảnh không mình đi chơi Còn bây giờ thì làm cái gì nó cũng phải có sự sắp xếp Về thời gian Mình phải có thời gian cho gia đình Cho con cái cho người thân rồi dành thời gian cho bản thân mình và cho công việc mọi thứ bây giờ sẽ là một cái sự cân bằng à, khuê thời điểm này rất là thích chia sẻ với mọi người về chuyện gia đình tuy nhiên là mình sẽ có những cái trải nghiệm những cái kinh nghiệm là mình rất là có một cái mong muốn là được trò chuyện với mọi người để chia sẻ chia sẻ cái trải nghiệm của mình và cũng đón nhận những cái trải nghiệm những cái lời khuyên của mọi người bởi vì bản thân mình ai cũng vậy cũng mong muốn có một cái sự hoàn thiện nhất định cũng giống như tú càng ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn hoàn thiện cảm xúc của mình hơn quê cũng vậy cũng mong muốn sẽ hoàn thiện bản thân mình với những cái vai trò khác nhau không chỉ trong công việc mà với vai trò làm vợ làm mẹ tôi rất là vui ấy. khi mà tôi biết bạn tham gia the new mentor tôi vô xem từ bạn đầu tới nói bạn là bạn bạn có thể gọi là Chi Kỷ và bạn cũng là đối thủ Tôi muốn xem là lần comeback này của bạn tại một chương trình truyền hình thực tế bạn sẽ như thế nào Nhất là về mặt uh, đầu tiên là trang phục Tại vì tôi biết bạn là một người rất là kỹ tính Lúc nào bạn xuất hiện bạn cũng muốn thật sự là phải chỉnh chu uh, Hình ảnh của bạn từ make up, quần áo, tóc tai, giày dép uh, Nên khi mà bắt đầu có thông tin confirm là tôi cũng hay vô xem rồi uh, từ bộ hình công bố cho đến sự kiện mà đi event tất nhiên tôi sẽ không thể nào ngồi coi hết mấy tiếng đồng hồ nhưng mà tôi sẽ coi trên những cái mạng xã hội nó cắt nhỏ thì tôi sẽ ngồi tôi nói Ừ cái layout này đẹp khuê là phải bận những cái như này thì nó mới đúng là khuê kiểu kiểu vậy uh, xong rồi uh, bạn uh, tham làm uh, giám đốc của một cuộc thi hoa hậu cái rất là lớn thì uh, rồi bạn có những cái chuỗi về uh, kinh doanh Rồi bạn làm vợ, làm mẹ Đó là điều mà tôi cảm thấy là bạn rất là giỏi Bạn có thể làm rất là nhiều thứ Và bạn cân bằng nó một cách rất là tốt Và đặc biệt là càng ngày bạn càng đẹp Nhưng tôi thấy rất là rõ khi bạn ở nhà là người phụ nữ gia đình thì nó rất là gia đình bạn cũng rất là nhẹ nhàng rất là bánh bèo tôi cũng coi những cái post trên instagram của bạn tôi không coi nhiều về người khác như tôi coi bạn tôi thấy rõ ừ bạn cũng thích nấu ăn bạn ở nhà bạn cũng bận những cái bộ đồ nó cũng rất là nữ tính nhưng bắt đầu khi bạn quay trở lại đường đua về thời trang thì thấy rất là rõ một cái lan khuê rất là chỉnh chu rất là power rất biết rõ mình muốn gì và mình sẽ chơi cái ván cờ này với tâm thế nào. Nó giống như ngày xưa tôi biết về Lan Khuê đến bây giờ tôi cũng cảm thấy như vậy. Nên hồi nãy tôi muốn hỏi là đối với bạn năm 2023 là một năm như thế nào và sau khi những cái điều mà bạn đã làm, bạn có cảm thấy vui uh, hạnh phúc hay là bạn có một chút tiếc nuối gì không? Thực ra mọi người hay nói là hỏi nhau là làm cách nào để cân bằng được công việc và cuộc sống tôi không biết mọi người như thế nào nhưng mà tôi là chắc chắn không rồi đó tôi không nghĩ rằng mình có đủ khả năng hay là siêu năng lực để có thể cân mọi thứ trong cùng một lúc cho nên cái giải pháp mà của tôi cho riêng tôi đó chính là sẽ có sự ưu tiên ở thời điểm nào giai đoạn nào cái gì là quan trọng nhất mình sẽ đặt cái thứ tự ưu tiên lên hàng đầu những thứ còn lại ít quan trọng hơn trong thời điểm đó mình sẽ cho lôi xuống những hàng sau đến khi là mình đã chu toàn được cho cái cái ưu tiên đó mình bắt đầu chuyển qua giai đoạn kế tiếp mình mình xác định coi là giai đoạn này à, cái thứ tự ưu tiên đó có sự thay đổi hay không mình sắp xếp lại nó và mình lại tiếp tục dành cái năng lực năng lực năng lượng của mình cho cái thứ tự ưu tiên đó thì đó là cái cách mà khoan nghĩ là cái sự cân bằng mà tốt nhất mà khuê có thể tạo ra được cho mình cái giai đoạn đầu mà khi mà mình bắt đầu mình lập gia đình thì đương nhiên cái giai đoạn này mình chỉ có thể tập trung để làm sao uh, ổn định cái gia đình đó của mình bởi vì cái việc mà mình gặp một người kết hôn với một người về chung một nhà nó là cái sự thay đổi rất lớn bình thường nếu có một mình mình thích làm gì cũng được đi đâu cũng được uh, gọn gàng ngăn nắp cũng được bừa bộn cũng được nhưng mà mình đã có gia đình rồi nó lại khác. Rồi mình phải đi học cách làm sao để có thể tiếp nhận được cái người bạn đời ở bên cạnh mình. Con cái ở chung với ba mẹ đôi khi còn có cái sự cảm thấy là không hợp nhau mà. Huống hồ có một cái người từ một người dân trở thành một người thân. Đó là cái giai đoạn mình sẽ phải bắt đầu học cách để để hòa hợp với nhau. Rồi đang trên con đường hòa hợp với nhau, mình lại có thêm một cái cái thành viên thứ ba nữa. Rồi mình lại bắt, bắt đầu chuyển cái sự tập trung sang một 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 nhân vật khác. Cứ như vậy cái hành trình nó lặp đi lặp lại là mình sẽ phải ưu tiên cho cái gia đình nhỏ này trước. Đến khi mà con của mình nó nó đã cứng cáp rồi, bắt đầu đi học rồi. Cái thời gian ở trường nhiều hơn là mình cũng đồng nghĩa với việc là mình sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Thì uh, lúc đó mình phải phải thay đổi cái thứ tự ưu tiên của mình rồi. Mình có nhiều thời gian rảnh thì mình sẽ phải tập trung nhiều về bản thân mình hơn. Qua bao nhiêu năm tháng thì cuối cùng cái cái tình yêu thời trang, sàn diễn, ánh đèn sân khấu nó vẫn là một cái thứ gì đó nó rất là màu nhiệm đối với mình. Chắc là Tú cũng sẽ hiểu cái cảm giác đó. Dù cho mình đã đứng trên sàn diễn bao nhiêu lần đi chăng nữa, lần nào cũng như lần đầu tiên cái cảm giác đó nó nó là một cái thứ cảm giác mà giống như mình sẽ bị nghiện nó vậy nó nó khiến cho mình cảm thấy là mình tồn tại cảm thấy như là mình có một cái cái nguồn năng lượng mà chỉ cần mình đi đến cuối cái sàn diễn đó cái nguồn năng lượng đó mình sẽ tiếp thu tiếp nhận nó và mình sẽ quay trở lại cuộc sống với với một phần trăm năng lượng để dành nó cho những cái, cái 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 những cái mối mối lo khác những mối ưu tiên khác của mình thì thì đó chính là cái lý do mà năm 2023 mình quay trở lại khi mà mình đã có dư giả hơn về thời, về mặt thời gian. Có những thứ là đột ngột nó tới. Dù cho là sự tính toán trước hay là đột ngột thì bản thân mình cũng sẽ phải luôn nằm trong một cái tư thế là sẵn sàng. Sẵn sàng để đón nhận. Và mọi thứ nó diễn ra. Năm 2023 nhìn lại đó là một cái năm mà Khuê cảm thấy tự hào. Cảm thấy vui. Bởi vì mình đã mình đã thật sự quay trở lại với một cái với cái sự uh, cái đam mê của mình. Nhưng mà bây giờ qua không hai, 2024, nguyên một năm mình dành cho công việc rồi, bây giờ đến lúc mình lại phải quay trở lại với cái thứ tự ưu tiên là gia đình. Thì uh, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cho gia đình của mình. Thì đối với khuê đó là sự cân bằng. Vậy thì khi mà khuê lập gia đình thì uh, gia đình nè. Rồi gia đình lớn nha, rồi gia đình nhỏ, rồi uh, sự nghiệp của mình, rồi bản thân của mình. Thì trong những cái dấu chấm đó thì cái dấu chấm tình bạn của cô còn Cục tình bạn, hơi nghĩ cục tình bạn á, giai đoạn nào cũng là một cái thứ sát bên mình. Những lúc mệt mỏi, ngoài việc than thở với lại gia đình ra cũng hay than với bạn lắm nhắn tin, trong group, than, than không phải gì á, than cho cho có một cái chỗ để xả vậy đó, rồi những cái lời động viên của bạn bè, treo chọc của bạn bè, nó lại là một cái động lực để mình tiếp tục mình mình làm việc. thì đối với khuê cái cột tình bạn á không nằm trong hứa tuổi hưu tiên mà cuộc tình bạn nó luôn là một thứ đính kèm trong cuộc sống của mình dù cho thứ tự ưu tiên của mình có là cái gì đi chăng nữa cũng không thể nào thiếu tình bạn bên cạnh những lúc mà khuê dành thời gian với gia đình bạn bè cũng sẽ luôn ở bên cạnh động viên thậm chí là những cái lúc mà giai đoạn đầu khuê khuê sinh con á lúc đó là mình chưa tìm được người người vú em mãi đến tháng thứ tư khuê mới tìm được Giai đoạn đó bạn của Khuê cũng qua Qua phụ Khuê chăm con Ngủ lại với Khuê Rồi những cái khi mà Mình làm việc nè từ Vừa công việc kinh doanh riêng Cũng là những người bạn Hỗ trợ mình Nhưng mà khi bắt đầu mình uh, có gia đình Mình rất là bận rộn Rõ ràng là quỹ thời gian của mình sẽ không còn nhiều nữa Bắt đầu suy nghĩ cũng như sở thích Mọi thứ của mình cũng sẽ thay đổi Đối với khi mà mình độc thân Thì nó có ảnh hưởng đến Tình bạn. Nếu tình bạn mà bởi vì những cái điều đó mà ảnh hưởng thì có chắc đó là tình bạn không? Tại vì thường khi mà chúng ta bắt đầu chơi chung với nhau Rõ ràng là chúng ta thứ nhất đầu tiên chúng ta sẽ phải cảm mến nhau bởi vì hợp nhau Có chung một sở thích hoặc là chúng ta có thể nói chuyện được Và rõ ràng thì tình bạn thì chúng ta cũng phải vung vén nó bạn nói nói chung nó nó riêng và mối quan hệ nói chung đi thì rõ ràng là để cái mối quan hệ đó nó phát triển và nó được bền vững thì mình cũng phải vung vén nó mà khi mà mình bắt đầu có những cái mối lo khác và mình phải dành thời gian cho những cái sự ưu tiên đó thì mình sẽ không còn thời gian với bạn mình nhiều nữa sở thích mình cũng sẽ bắt đầu khác mình nói chuyện mình cũng sẽ khác ví dụ như bạn mình sẽ hồi xưa nói chuyện về quần áo shopping đi du lịch nhưng bây giờ thì mình sẽ phải tìm những người bạn phải có chung là gia đình có con đúng không mình sẽ bắt đầu có những cái sở thích nó khác khác nó lệch nhau rồi và mình không còn nhiều thời gian để mà ở bên nhau nữa bây giờ việc khuya hỏi tú nha đối với tú cách mà tú vung vén một cái tình bạn của tú ở thời điểm hiện tại là như thế nào tú luôn có mặt ừ. khi họ cần thông cảm và chấp nhận cho nhau chấp nhận nó khác với chịu đựng nha ừ chấp nhận là mình sẽ chấp nhận là ok, tôi cũng có những cái nó không tốt và bạn tôi cũng chắc chắn là không phải là một người hoàn hảo. Họ cũng sẽ có những cái vì cuộc sống, vì công việc, vì môi trường sống xung quanh của họ thì họ sẽ có những suy nghĩ và cái hành động nó cũng sẽ phải khác. Thì chúng ta có thỏa thuận và chấp nhận được với nhau hay không? Nhưng có một điều trong năm 2023 là một năm mà tôi có rất là nhiều những thử thách về mặt tâm lý Ba tôi, công việc của tôi Kể cả những cái vết thương Ở trên người của tôi Nhưng mà lúc đó tôi mới nhận ra được rằng là Tôi có thể đứng dậy Và Chữa làm bản thân mình mạnh mẽ nhất Bởi vì tôi cảm thấy được Một cái sự ấm áp từ những cái nắm tay của những người bạn của tôi Đó là cái điều mà giúp tôi cảm thấy rất là hạnh phúc Và tôi cảm thấy tôi rất là may mắn Cái cái việc mà khiến cho hai đứa mình từ vui thành buồn cũng là cái việc mà cả hai ít giao tiếp với nhau thiếu sự thẳng thắn với nhau ở thời điểm đó rồi cũng chính là nhờ cái sự thẳng thắn với nhau và giải bày với nhau thì mình mới ngồi với nhau ở đây thì tình bạn cũng giống như vậy à, rút kinh nghiệm từ những cái cái sai lầm của ngày mình còn còn trẻ hơn đi thì đến với những cái tình bạn khuê và mọi người rất là rõ ràng với nhau thẳng thắn với nhau cái gì thích hay không thích sẽ nói rất rõ ràng có vấn đề gì cũng sẽ hỏi thẳng nhau à, tôn trọng nhau cái sự tôn trọng phải nghĩ là nó rất rất là quan trọng trong tất cả các mối quan hệ đôi khi bởi vì mình thân thiết quá mình gần gũi quá mình mặc định một điều người ta phải hiểu mình không trên đời này không ai hiểu mình thậm chí bản thân mình cũng không hiểu mình đâu con người là một sinh vật rất là mâu thuẫn mình không hiểu bản thân mình một cách tường tận nhất thì làm sao mình đòi hỏi rằng người khác phải hiểu mình và mình nó hả mặc định là mình hiểu người khác, không có chuyện đó. Mọi thứ đều đều là cái sự trao đổi với nhau, sự tôn trọng nhau. Và Khuê luôn nhắc nhở bản thân mình với những người bạn của mình là luôn dành cho nhau sự tôn trọng, đừng vì quá thân thiết với nhau mà đôi khi mình vượt qua khỏi cái giới hạn về cái không gian về thời gian về sự riêng tư của nhau. Mình phải hiểu một điều rằng ai cũng có cuộc sống riêng ở một cái thời điểm nhất định họ phải dành cái sự ưu tiên của họ cho một vấn đề nào đó để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống và khi mà rảnh rỗi có thời gian nhớ đến nhau một tin nhắn một câu hỏi thăm nhiều hơn thì gặp nhau còn nhiều hơn nữa đi chơi chung với nhau không sao cả cho nên khuê có nói với tú rằng à, nghĩ nhiều quá thì sẽ làm mệt bản thân mình và làm mệt những người xung quanh thôi thì bớt nghĩ thật ra có những chuyện đó nó nằm ngoài khả năng của mình. Thật ra đối với tôi 8 năm nó dài nhưng Khuê nói đúng nó đáng. Nó rất đáng và để mà tôi mời Khuê vào ngồi chung với tôi ở tập này á. Bởi vì trong năm 2023 giống như nãy giờ tôi chia sẻ tôi có rất là nhiều thử thách. Nhưng cái điều tôi xúc động nhất đó là vào ngày 3 tháng 9 năm 2023 Và lúc 5 giờ, 5 giờ 10, 5 giờ 20 chiều Khi mà tôi đang ở trên xe máy chạy về nhà để tắm Thì tôi nhận được một cuộc điện thoại của mẹ tôi là Minh Tú ơi, à, uh, bạn con Lan Khuê đến giếng ba nè thì tôi bất ngờ một thì tôi mới nói là nhưng mà bây giờ con phải về con mới lên xe thôi con đi về con tắm rồi à, tối con phải trực đêm nữa nên là con sợ là uh, không có quay về kịp để tiếp khuê hay là mẹ cứ nhờ uh, cho khuê uh, viếng xong rồi nói với khuê là con về không kịp là con sợ bạn đợi mình cũng sẽ cố gắng nó nhanh nhất nhưng cái điều bất ngờ nhất là khi tôi đang ngồi trên một chiếc xe công nghệ xe máy đặt chân xuống và tôi nhìn vô đó tôi thấy bạn ngồi đó tôi không nghĩ là bạn sẽ ngồi đợi tôi một tiếng đồng hồ tại vì cái việc mà khi bạn đến viếng nó là một cái nó rất là bất ngờ cho tôi bởi vì tôi hiểu là trong cái lúc tôi như thế này thì tôi vẫn nhìn được cái tình cảm của bạn và khi bạn ngồi đợi tôi một tiếng trong cái lúc tôi biết một tiếng đó đối với bạn rất là bận tại vì thời điểm đó tôi biết là bạn đang phải lo một cái show rất là nhiều công việc phải làm nhưng bạn dành một tiếng đồng hồ đó để ngồi đợi tôi chỉ để ôm tôi một phút thì cái ôm đó đối với tôi nó rất là ý nghĩa trước đó thì tụi mình có gặp nhau tại một cái show diễn tụi mình cũng có ngồi nói chuyện với nhau nhưng rõ ràng bạn nói đúng Tụi mình đơ. đơ, tụi mình không đơ biết nói ấy. gì, không biết mở lời như thế nào Và không biết phản ứng như thế nào Và sẽ luôn kiểu cảm thấy mọi thứ nó cứng đơ và phải tìm một nhân vật thứ ba Tôi nhớ rất rõ là Lệ Hằng Để vô mà cứu vãn cái, 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 cái khúc đơ đó của mình Nhưng um, khi mà bạn biết cái tin đó và bạn đến với tôi Thì tôi cảm thấy nó là một... Tôi cảm thấy tôi rất là hạnh phúc bởi vì cái ôm nó nó rất là ý nghĩa và nó ấm áp với tôi. Từ đó tôi cũng cảm thấy rằng là thường có những cái mối quan hệ bạn bè đầu tiên là mình hiểu lầm nhau. Mà cái dở của mình là mình chưa bao giờ có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau để giải quyết cái vấn đề đó. Cái thứ hai là có những cái mối tình bạn không phải cần thiết lúc nào cũng sẽ phải gặp nhau. Nhưng rõ ràng từ cái mối tình bạn của mình có thể nói nó không quá khắng khích không gọi là best friend không gọi là chi kỷ nhưng mà rõ ràng khi tôi bị hụt chân hoặc khi tôi vấp ngã bạn đến và bạn ít nhất bạn cho tôi một cái ôm đó thì đó là điều mà tôi cảm thấy rất là ý nghĩa trong cái cái hai cái chữ tình bạn tất nhiên là mình cũng sẽ có chuyển nhau mình cãi nhau mình không thích nhau ở một vài thứ gì đó trong cái con đường phát triển của mình nhưng khi một trong những đối phương gặp vấn đề thì mình luôn dành cho nhau một cái gọi là sự tôn trọng ấm áp đó là cái điều mà tôi rất là trân trọng đối với khuê ở thời điểm đó mình cảm giác rằng mình nên tới gặp tú một cái lúc đó trên mạng xã hội mình cũng biết là tú cũng đã trải qua một năm không mấy nhẹ nhàng có rất là nhiều sự cố tới đã vậy còn thêm một cú sốc lớn như vậy khuê cũng nghĩ là tú ổn không ta thôi nhìn một cái đi để, để đảm bảo rằng tú ổn thì lúc đó thấy tú đứng đó mệt mỏi khó đó nhưng mà thấy tú vẫn vẫn có cho Khuê cảm nhận được rằng uh, cảm xúc của tú là thứ mà tú có thể kiểm soát được uhm, Khôi cảm thấy yên tâm thì thì mọi chuyện đã diễn ra như vậy đó mình cũng không nghĩ quá nhiều cũng muốn nói với tú nhiều lắm cũng muốn giải bày nhiều hơn nhưng mà có một cái điều gì đó nó ngăn bản thân mình lại một thời gian quá dài mà tự nhiên giờ gặp biết nói gì đây rồi không biết bắt đầu từ cái gì à, thôi thì mình bắt đầu từ công việc trước đi uhm, như khuê nói trong suốt những năm này thì thỉnh thoảng khi mà gặp những cái người bạn chung á mọi người cho khuê biết rằng à tú có hỏi thăm khuê tú có tâm sự thì qua những điều đó khuê khuê biết là đã đến lúc mà khuê với tú có tín hiệu với nhau Bản thân Khuê thì luôn dành một cái sự yêu quý cũng như là có một cái sự giỏi theo Tú. Và khi biết được rằng Tú cũng như vậy, cũng dành cái 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 sự và quan tâm đó cho mình thì Khuê cảm thấy con đường này đi hai chiều. Đi hai chiều như vậy thì sẽ có một điểm đi gặp nhau. Cũng không ngờ có ngày hai đứa mình ngồi đây nói những câu chuyện sâu sắc như vậy. Thì cũng đúng, cũng cũng cảm thấy là không ngờ thật. Thật ra rất là ngại khi mà phải nói những cái gì nó hơi sợ ừ, nó về mặt tình cảm không phải gì mình mình rất trân trọng tình cảm trân trọng những cái tình cảm của bản thân mình và của mọi người nhưng mà mình chỉ là không biết làm cách nào để có thể giải bày nó ra và làm cách nào để đón nhận tình cảm của mọi người một cách đúng đắn nhất thay vì loay hoay tìm cách thì thôi mình cứ thẳng thắn chia sẻ với nhau để mọi người hiểu được rằng à đó thật sự là những cái tâm sự thật sự của đối phương Vui vui khi ngày hôm nay ngồi đây tâm sự với Tú à, Thấy Tú trưởng thành hơn trên mạng xã hội Nhưng mà hôm nay thật sự là ngồi nói chuyện cảm nhận được điều đó Cũng mong rằng hành trình sắp tới của Tú sẽ thật nhiều hạnh phúc Bởi vì Tú cũng sắp bước, bước, bước tới một cái hành trình mới Rất mới Nói chung là cảm ơn tú vì đã hạnh phúc và cũng khuya cũng mong tú sẽ hạnh phúc không chỉ ngày hôm nay ngày mai mà còn mãi mãi về sau các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của minh tú trong cái mối quan hệ tình bạn của mình đi xung quanh mình đi thì chắc chắn là sẽ có những cái mối quan hệ mà mình sẽ phải nói lời tạm biệt với họ. Ừ. Thì mỗi lần mà nói lời tạm biệt như vậy á, mình sẽ rất là buồn, rất là tổn thương, rất là... Tôi rất ít khi thấy bạn khóc. Ừ. Đúng hai lần. Lần đầu tiên là tại cái ôm đó. À, thứ hai ở đây tôi hiểu khuê rất là rõ là có những cái khuê khuê là một người giàu tình cảm á tại vì khuê có ba số một hai số một <laughs> chỉ có thật số học đó mọi người ơi nhưng mà khuê sẽ là người không có sẽ thích đón nhận cái việc đó trân quý cái việc đó nhưng mà khuê rất là ngại nói ngại chia sẻ ừ, tại vì nói ra sợ người ta cảm thấy là mình không thở. thở mai đúng không? Ờ. Ừ. Còn nếu mà nói một cách qua loa đại khái thì sợ mọi người cho rằng mình thở cho nên khó đối với khuê rất là khó để diễn diễn giải và bày tỏ cảm xúc của mình cho nên khuê sẽ dùng hành động nhiều hơn khuê nghĩ là hành động là cái cách mình nói lên được cái 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 tiếng lòng của mình một cách rõ ràng nhất nhưng mà đỡ phải phát ra tiếng nhất và đôi khi chính vì điều đó nó cũng sẽ dẫn đến những cái cái hiểu lầm trong quá khứ khi nhất là khi thời đó là mình còn còn trẻ quá bây giờ ở cái tuổi ngoài 30 thì mình vẫn như vậy nhưng mà mình có cách khác để giải quyết nó để vừa ý thuận ý vừa lòng mọi người hơn bằng cách thẳng thắn bạn nghĩ sao về hai chữ tình bạn trong showbiz? Tôi nghĩ rằng ban đầu cái tình cảm ban sơ của mỗi người nó đều cũng rất là thuần khiết. Thật sự là muốn đến với nhau là những người bạn tri kỷ nhưng mà môi trường rồi những cái cái tài nguyên đó nó 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 sẽ khiến cho chúng ta dễ rơi vào cái thái đối đầu nhau. Cho nên tình bạn trong showbiz có đó, chứ không phải không. Nhưng mà nó cũng giống như là một ngọn đèn trước gió rất là dễ bị dập tắt bất kỳ lúc nào. Đôi khi người trong cũ không hề có ý định đâu. Nhưng mà những hoàn cảnh có tác động khiến cho ngọn gió nó nó ập tới bất cứ lúc nào có thể thường thì con gái ở môi trường bình thường là bạn với nhau đã khó rồi. mà nếu mà hai cô gái đẹp mà còn lại chung một mục tiêu mà lại chung một lĩnh vực nữa thì nó sẽ rất là khó thì trong cái khoảng thời gian mà hoạt động trong ngành giải trí ấy, mình tốt tin chắc là bạn cũng sẽ có những cái mối quan hệ tình bạn không quá là thân thiết nhưng cũng gọi là có một thời gian gắn kết với nhau thì khi mà mình tôi nghĩ là cũng sẽ có một vài mối quan hệ nó cũng phải đến cái lúc gọi là kết thúc có nghĩa là đã từng chơi với nhau từng biết nhau từng chia sẻ với nhau nhưng đến một cái điểm nào đó nó không còn phù hợp nữa và nó sẽ có những cái mâu thuẫn để mà cái mối quan hệ đó nó không mình chỉ cảm thấy mình không còn chung tiếng nói nữa và nó 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 kết thúc. Thì khuê có trong suốt 10 năm làm nghề có 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 bao giờ có một cái mối quan hệ như vậy? À có đó. À, cũng không hẳn là showbiz lắm nhưng mà có một chút liên quan đi là cái cái người người thầy đầu tiên của mình á và là người make up đầu tiên cũng là người thầy dạy cho mình những cái bước headwork đầu tiên. Hai anh em rất là thân thiết với nhau, coi như là thật sự là nếu mà không có người anh này thì cũng không có quê của ngày hôm nay nhưng mà sẽ đến một cái thời điểm tự nhiên uh, phong cách của hai người cũng khác ừ. rồi uh, mong muốn của hai người cũng khác nhau hay là tự nhiên hả cả hai kiểu là mặc định trong lòng hiểu nha nhưng mà chưa có ai nói ra được cái, cái 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 điểm khúc mắt đó xong rồi sẽ đỉnh điểm đến một ngày cái tự nhiên hai anh em uh, vì một cái chuyện rất là nhỏ giống như là giọng nước tràn ly á cái tự nhiên hai người cãi nhau xong rồi không nói chuyện với nhau nhưng mà quê biết là bản thân quê cũng luôn dành một cái sự tôn trọng với sự yêu quý nhất định không thay đổi với người anh của mình và thậm chí quê biết là bản thân anh cũng như vậy nhưng mà tự nhiên có một cái có một cái 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 nút thắt như vậy á khó để mà hàn gắn lại với nhau nhưng mà mấy năm nay hai anh em cũng đã có liên lạc với nhau nhưng mà cái gì cũng vậy nó cũng sẽ cần rất là nhiều thời gian phải từ 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 khuê uh, cố gắng khuê cũng mong rằng uh, hai anh em sẽ uh, có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn trao đổi với nhau nhiều hơn cũng không dám mong là sẽ quay trở lại giống như ngày ban đầu nhưng mà ít nhất là uh, hai anh em sẽ không phải là cạch mặt nhau ừ những cái người mà mình còn yêu quý nha còn thương mà mình phải đến cái mức mà không gặp nhau, không nói chuyện với nhau mình cũng thấy nó sao sao á à, mình vẫn mong là có thể được nhìn thấy nè được gặp gỡ, được nói chuyện không gặp thường xuyên cũng được nhưng mà ít nhất gặp nhau á mình chỉ còn có thể cười hợp với hợp nhau ừ. thì sau những việc như vậy mình hiểu một điều rằng trong môi trường showbiz sẽ sẽ rất là, là khó để mà có thể duy trì một cái tình bạn mình cũng không muốn là đã cùng nhau trải qua rất là nhiều những cái khó khăn mà đến một lúc lại phải lại phải không gặp gặp gỡ gặp gỡ nhau cho nên khuê luôn giữ giữ công việc là công việc những người bạn mà khuê biết đó là những người bạn trong công việc chỉ đặt để đó trong hoàn cảnh công việc thôi à, còn nếu có duyên với nhau nhưng mà chờ rung rủi cho à, có nhiều điểm chạm hơn với nhau thì mình không biết được nhưng mà bản thân cô cũng không quá cưỡng cầu hay cố gắng. Có những người đã cùng mình từ những cái điểm đầu tiên. Ừ. Nhưng mà trên con đường phát triển thì mọi người sẽ có một cái hướng riêng mà đôi lúc thì không nói chuyện với nhau hoặc là nói nhưng mà nó không đủ thời gian để hiểu nhau thì nó sẽ dẫn đến mâu thuẫn và sự rạn nứt trong một cái mối quan hệ và mình tôi biết Khuê tổn thương tại vì mình tôi cũng tổn thương giống như vậy ừ. mà cái tổn thương đó nó nó râm rỉ râm rỉ rất là nhiều năm tại vì cái điều, hồi nãy tú có nói là Khuê giống mình tú là rất là giàu tình cảm có nghĩa là mình sẽ ghi nhận rất là nhiều những cái kỷ niệm mà thỏa cơ hàng đúng rồi khi mà những cái lúc mà mình khó khăn á cái điều đó nó cực kỳ ý nghĩa với mình khi những lúc mình khó khăn người ta bên mình người ta giúp đỡ mình từ những đồng hành cùng với mình đi ừ. trong những cái ngày đầu tiên thì mình cũng hiểu rất là rõ cái suy nghĩ đó của Khuê mình mình sợ cái cảm giác là người ta cho rằng uh, bây giờ mình uh, mình thay đổi mình thay đổi mình không có thay đổi mình vẫn luôn dành mình nghĩ nghĩ đơn giản rằng mình luôn dành cái sự trân trọng yêu quý thì mình đâu có thay đổi đâu nhưng mà có thể là do những cái yêu cầu công việc rồi uh, sự khác nhau về 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 phong cách đi hay là về suy nghĩ nó nó khiến cho hai người không có điểm chung chứ không phải mình thay đổi nghĩa là lòng mình vẫn hướng về họ mình chỉ sợ cái cảm giác là người ta cho rằng mình thay đổi từ cái câu chuyện này á, giữa tôi với bạn ở chung một ngành nghề nhưng mà có rất là nhiều những cái mối quan hệ bạn bè ở ngoài kia cái tình bạn hồi nãy khuê nói một câu mà tôi cảm thấy khá là tâm đắc tình bạn sẽ luôn luôn sát cận kề với chúng ta khi chúng ta còn nhỏ đến chúng ta bắt đầu trưởng thành lớn lên tất nhiên là cái, cái circle friend đó nó sẽ có thay đổi có những người họ sẽ đồng hành với chúng ta ở thời điểm này nhưng ở đâu trong hành trình phát triển của chúng ta họ không còn chung điểm chạm nữa không còn chung sở thích hoặc là không còn chung suy nghĩ nữa thì nói theo kiểu tâm linh là hết duyên đó. thì thường đó là tú sẽ nghĩ về những kỷ niệm đẹp mà đã dành cho nhau những cái điều tốt nhất mà họ đã dành cho tú trong suốt khoảng thời gian mà được đồng hành cùng với nhau và thường khi mà một mâu thuẫn xảy ra minh tú sẽ cho mình một cái khoảng thời gian và luôn luôn là người muốn kết nối lại tại vì tú luôn nghĩ về những cái điều tốt mà họ đã dành cho mình nhưng khi mình tú kết nối rồi mà họ giống như khoe nói đó phải là đường hai chiều nếu mà một được một chiều thì nó mình chỉ có đi thẳng thôi người ta không có đi ngược lại thì mình sẽ không có gặp nhau đó là một cái điều mà um, bạn bè mà nó đã gọi là mối nhân duyên thì nó là duyên phận có duyên thì sẽ gặp nhau ở bên nhau nhưng mà đến một ngày nào đó mà không còn chung suy nghĩ không còn cơ hội không còn duyên nữa thì tự nhiên nó sẽ 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 kết thúc ở đó như khuê có một cái người bạn á À, chơi với nhau từ hồi cấp 2. Đương nhiên bây giờ là hai đứa khác nhau, một đứa làm giải trí, một đứa là cô giáo. Một đứa có gia đình, một đứa chưa lập gia đình. Cho nên điểm chung bây giờ nó không còn nhiều nữa, không còn nhiều để để chia sẻ với nhau. Những gì mà bạn mình chia sẻ với mình, mình cũng không, không hiểu, không hiểu lắm. Ví dụ như chia sẻ về những cái vấn đề trong công việc, thật ra những cái người đó mình cũng chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết qua cho nên mình nghe thì mình cũng không có nhiều sự tương tác và ngược lại nhưng mà đến bây giờ vẫn chơi với nhau thỉnh thoảng lễ tết nè sinh nhật rồi lâu lâu nhớ nhau nhắn một cái tin về đó một cái tin chọc ghẹo nhau vậy thôi à, chỉ như vậy thôi nhưng mà khi mà nhắc tới thì Khuê vẫn luôn rất là tự hào nói đây là người bạn thân của mình tuy tâm sự không còn nhiều như trước nhưng trong lòng mình vẫn là người bạn thân nhất tôi cũng sẽ hiểu Khuê tại vì tôi có hai người bạn thân trong đó có một người bạn là rất là rất là lâu năm và ngày xưa hai đứa có rất là nhiều điểm chung nhưng sau này công việc nó khác nhau sở thích nó cũng khác nhau bắt đầu nó khác nhau rất là nhiều bạn minh tú rất là thích đi uống cà phê và rõ ràng bạn nó đi làm từ thứ hai đến thứ sáu bạn nó chỉ được nghỉ thứ bảy chủ nhật thôi làm văn phòng mà và cứ cuối tuần là bạn nó sẽ đi uống cà phê có sở thích đi cà phê và ngồi cà phê một ngày phải 5 năm, năm quán trong một buổi sáng, mà tú thì là một người thứ nhất là mình làm trong giới mình đã đi ra đường mỗi ngày rồi và bắt đầu mình có sự quan tâm của khán giả thì lúc nào mình đi ra đường mình cũng phải có chỉnh chu quần áo trang điểm mà kiểu bây giờ cứ phải đi ra quán cà phê ngồi thì nó cũng sẽ rất là ngại. thì có một thời gian là nhưng vấn đề là ngủ nó đi ăn nó không đi, cũng nó qua nhà tú chơi nó không cũng đi, mà. nó chỉ thích đi uống cà phê thôi, thì cũng có nhiều lần Cãi nhau và không gặp được nhau nhiều nữa Tại vì tôi không thích đi cà phê Thì một thời gian nữa thì mình tìm hiểu sâu hơn Thì mình hiểu rằng bạn mình cũng sẽ có những cái nỗi khổ Bạn mình không có ai ngoài hai người bạn này hết Và bạn mình rõ ràng chỉ có thể chia sẻ nhiều Với Minh Tú và một người nữa Thì cái group đó có ba người thôi Tại vì theo một cái thời gian theo dõi thì Minh Tú mới hỏi một cái bạn còn lại là Ủa, nó đi uống cà phê với ai vậy? Nó đi uống mình á, sáng tao ra tao uống với nó một quán thôi à. Xong tao đi về, xong rồi nó tiếp tục nó đi tiếp. Thì lúc đó mình hiểu ra, à, người bạn của mình thật sự là cô đơn. Nhưng từ đó, Minh Tú thay đổi nha. Bắt đầu mình hiểu là sở thích bạn mình là cà, uống cà phê. Mình không thể nào đi năm quán với nó. Nhưng ít nhất mình có thể đi chung một quán với nó cái tình bạn nó nó đẹp trở lại nó 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 tươi tắn trở lại tại vì mình cái điều mà mình đang làm cho bạn mình đó không phải là mình muốn đi cà phê nhưng rõ ràng là mình yêu cái người bạn của mình và mình biết cái điều đó mình sẽ làm cho bạn mình vui và hạnh phúc và rõ ràng cái điều mà mình làm nó không có ảnh hưởng gì quá nhiều với mình ừ. mình không thể đi theo bạn mình năm quán nhưng mình sẽ là ok cuối tuần này bạn thích uống cà phê phải không bạn đi quán nào đó thì từ từ tìm ra một cái điểm chung khác ở đây minh tú chia sẻ là có những lúc mình sẽ làm làm một cái điều gì đó ừ. mình biết đó là sở thích của bạn mình thì ngược lại bạn của minh tú cũng sẽ làm những cái điều mà đối với họ không phải là sở thích của họ nhưng bởi vì tình bạn này và họ làm cái điều đó cho minh tú ừ. luôn luôn phải tìm một cái điểm chung để mà mình vun đắp cho cái mối quan hệ đó các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của minh tú trong năm 2023 thì Khuê có hai cái sự kiện trong cái làng thời trang giải trí nó rất là lớn. Cái đầu tiên thì tôi hiểu là ở cái show Hachik, cái thương hiệu thời trang của Khuê hồi nãy Khuê có chia sẻ là Khuê mời Minh Tú vào bởi vì đâu đó Khuê cảm thấy là ngoài cái sự phù hợp thì đây là một cái tín hiệu của vũ trụ giúp cho Khuê cảm thấy ok đây là lúc tôi muốn đưa ra cái bàn tay và bạn có nắm lại hay không. À, Minh Tú rất là cảm ơn Huê về cái cơ hội đó. Nhưng ở lần thứ hai um, tại uh, The New Mentor và tại đêm chung kết, tôi muốn hỏi bạn là tại sao bạn quyết định chọn Minh Tú ở trong một cái đêm nó rất là quan trọng không chỉ đối với bạn mà kể cả team của bạn. Nếu mà có lòng đó, thì mình sẽ cố gắng tìm cái điểm chung thì bây giờ ở lần đầu đó cái điểm chung của hai người là sàn diễn thời trang vậy thì mời tú quay lại sàn diễn thời trang cùng với khuê đứng trên một cái sàn diễn đó cũng là một cái tín hiệu để để cho tú biết rằng à khuê cũng đã ready đã sẵn sàng để chúng ta có thể có một cái bước tiến nào đó mới hơn trong cái mối quan hệ này ở thời điểm đó cái việc mình được nhìn thấy lan khuê với minh tú trên một sàn diễn là cái điều mọi người cũng trông đợi á ừ. ở cái show show diễn thời trang trước đó thì tuy là cùng một sàn diễn nhưng mà không có diễn chung ừ. vậy, vậy thì chỉ có ở cái lần ở The New Mentor thì là một cái cơ hội hiếm hoi sau nhiều năm mà hai đứa có dịp được đúng chung với nhau trên một sân khấu khoảnh khắc mà cả hai ở ở hai bên hông cánh gà chờ nhạc để cùng bước ra lúc đó tim mình đập lắm lần nào lên sàn diễn cũng giống như lần đầu tiên còn lần này mình nhìn qua phía bên kia có ông bà Minh Tú cảm giác nó cũng là lạ, lạ cũng lâu rồi chưa diễn chung rồi mình cũng không biết rằng khi bước ra khán giả nhìn thấy cảm giác của mọi người như thế nào chắc chắn là mọi người sẽ có sự phấn khích rồi mọi người cũng sẽ cảm thấy yên tâm yên tâm là là quay với Minh Tú ổn một cái dấu ấn mà để sau này năm mười năm nữa khi mà nghĩ lại mình sẽ tủm tỉm cười mình sẽ kể với con ngày xưa mẹ mẹ hoành tráng lắm nha ừ. thời của mẹ cũng có rất nhiều uh, những gương mặt rất là hoành tráng và mẹ cùng những người đó cùng nhau uh, ghi tên mình trên bản đồ người mẫu đạt được một cái ước mơ mà Khuê nghĩ rằng à, cái thời mà bước chân vào nghề, đứa nào cũng vậy cũng mong muốn rằng một ngày nào đó mọi người sẽ ghi nhớ đến cái tên của mình và đến một lúc khi mà mọi người cùng ghi nhớ những cái tên của nhau cũng là lúc cả hai có thể sánh bước cùng nhau à, bỏ qua tất cả những chuyện của quá khứ chỉ là cùng nhau đứng trên sàn diễn thời trang à, cùng nhau thực hiện đam mê, ước mơ và Khuê tin rằng cái 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 chất thời trang á, nó chảy trong người quê với Tú À, dù sau này cho mình có già đi chăng nữa không còn không còn như bây giờ với là sập sệ hơn rồi à, cái tình yêu thời trang nó vẫn cháy và nó chính là cái nguồn cảm hứng cũng như là một cái sức sống để mình có thể cháy cháy cho những cái uh, những cái đam mê khác cũng như là uh, những, những cái mà mình yêu mến yêu thương ở trong cái đêm hôm đó nó sẽ có rất là nhiều khoảnh khắc tôi chắc chắn nội tôi thôi là đã có quá nhiều khoảnh khắc rồi và rõ ràng thì nó quá hot ừ. nhưng khoảnh khắc mà đối với tôi nó đẹp nhất và ý nghĩa nhất đó là lúc mà tôi với bạn đứng ở giữa và tôi nhìn bạn bạn nhìn tôi và cả hai chỉ nhếch miệng cười với nhau một cái Xong mà đó là một cái cách tín hiệu mình để ra là ok bây giờ mình đi nha thì đó là cái cái tôi luôn coi lại và tôi cảm thấy nó rất đẹp và nó đã từng nằm ở trong cái ước mơ của tôi trước đó có nhiều lần tôi nói với quân bu đối với tao là, đối với tao khoảnh khắc bây giờ tao muốn chinh phục trên sàn diễn nó không còn là ở đầu và ở đuôi nữa nếu mà mày hỏi tao là bây giờ cái chỗ nào là tao muốn đi nhất đó, cái đẹp nhất của tao là bây giờ tao với lan khuê sẽ đi chung trên một sàn kết và tao sẽ đánh cái môi của tao mà thăm <laughs> 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 thì, thì, thì um, tự nhiên cái điều đó nó xuất hiện và tôi cảm thấy nó rất là nó rất ý nghĩa và đẹp với tôi thật ra thì trước khi mà bạn có gọi cho tôi nhưng thật sự thì tôi không dám nhận bởi vì tôi có trình bày với bạn là tôi đi quay xa và tôi đã dời cái show đó rất là nhiều lần tôi không có tự tin để dời nữa nhưng mà tối ngày hôm đó bạn có nhắn cho tôi là chương trình mạng của tôi bắt đầu chín giờ rưỡi lần nếu mà bạn sắp xếp được bạn cố gắng tới nha tôi còn nói với bạn là tôi sẽ không có tập chương trình được tôi sẽ sợ nó bị kiểu như hỏng cái ừ. phần trình diễn đó của bạn nhưng bạn bạn cho tôi thấy là cái khoảnh khắc này cần nên xảy ra và khuê cần tú cho nên lúc đó tôi nhắn tin cho anh giang em nói là em đi quay xuống 5 tiếng thôi em phải đi về sài gòn gấp tại vì em muốn tham gia cái show này thì anh giang đồng ý khi tôi vừa mới bước vào trong sau màn diễn, cái điều đầu tiên tôi cảm thấy lớn nhất là hổ thẹn. Hổ thẹn ở đây không phải là, ok, nó cũng sẽ có cái cảm xúc là hổ thẹn trong cái sự nghiệp người mẫu của mình. Nhưng cái hổ thẹn lớn nhất của tôi là tôi có làm hỏng cái phần trình diễn đó của bạn hay không? Tôi cảm thấy cái cái sự lựa chọn của bạn và tôi làm không tốt, tôi 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 cảm thấy tôi là, tôi là người có lỗi. Đó 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 là là đặc trưng điển hình của những người overthinking á và rõ ràng tôi làm tôi không quê nhiều mà tôi cảm thấy là tôi bạn mình trong một cái đêm nó rất là quan trọng và rõ ràng cái phần thi nó cực kỳ quan trọng cho team của bạn. Bạn mời tôi có nghĩa là bạn rất là tin tưởng tôi. Nhưng khi tôi đến tôi làm và tôi tôi cũng đã cố gắng hết trong khả năng của mình của mình nhưng mà tôi lại làm nó không có được trọn vẹn như những cái gì mà mình dự định nên tôi cảm thấy rất là hổ thẹn lúc mà tú té cái khuê lo không phải là cái phần trình diễn đó, nó 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 nó, có hoàn hảo hay không mà cái mà khuê lo là sợ rằng nó sẽ lại là cái nguy cái lý do để sau này những cái người mà không 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 dành nhiều thiện cảm cho mình sẽ đem nó lên rồi sẽ nói tới nói lui Uh, mình hiểu cái cảm giác đó, mình hiểu một điều rằng khi mà mình làm việc thì lúc nào cũng sợ nhất là phải mắc lỗi, mắc sai lầm bởi vì nó đôi khi nó sẽ là một cái thứ gì đó mà nó cứ đeo bám mình. Uh, khuê sợ cái cảm giác đó, cho nên mình chỉ mong là làm sao có cách nào đó để để cho mọi người uh, thấy cái câu chuyện này nó nó trôi qua nhẹ nhàng thôi. và bản thân Khuê cũng cảm thấy ấy nấy vì tự nhiên mình mời mình mời tú mà tự nhiên có sự cố xảy ra rồi lỡ như cái sự cố này nó sẽ là một cái gì đó, nó cứ đeo bám trong cái đeo bám tú thì liệu rằng cái 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 mối quan hệ vừa mới chớm tốt đẹp đó lại bị một cái cái ngoại cảnh nào đó tác động vô khiến nó lại phải quay về cái xuất phát điểm âm ban đầu hay không cái đó là cái mà khuê suy nghĩ chứ mình cũng không có lo cái phần trình diễn này thành công hay không thì thật ra không có gì là hoàn hảo mình cố gắng hoàn hảo hết sức có thể nhưng mà đôi khi nó cũng là một điểm nhấn mà Điểm nhấn để mọi người sẽ nhớ đến nó lâu hơn Quy nghĩ cái đầu tiên mà mình phải làm sau đêm chung kết đó là Và giải thích Là giải thích cho mọi người hiểu rằng cái hoàn cảnh Cái hoàn cảnh đó mà Tú đã cố gắng sắp xếp chạy hết tốc lực về đây để dành rất là nhiều cái, cái 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 sự ủng hộ như vậy Cái chuyện không may nó xảy ra, không ai muốn Và Khuê cũng mong rằng mọi người cũng chỉ nhớ là những gì tốt đẹp nhất nhớ trên sàn diễn đó có hai cô lan khuê và minh tú cùng bước ra với nhau và tạo một cái dấu ấn tại the new mentor lần đầu tiên tôi té mà té đến tận hai lần mà nó rất là mạnh có nghĩa là vừa mới bước ra là đã té rồi nhưng mà tôi rất là cố chấp nên lần thứ hai tôi té nữa bạn hỏi tôi có tổn thương không có tại vì Thứ nhất, làm nghề người mẫu, mình đã làm ở một vị trí là đi chấm điểm người ta, mình là mentor, nhưng mà mình diễn tại một cái đêm chung kết lớn, mình bị té, mình đầu tiên là hổ thẹn, nhưng mà về mặt bản thân mình sẽ cảm thấy quê. Tôi là tôi quê. Tôi vô tôi bấm hết lưỡi của mình chỉ để không khóc thôi. Tôi không bao giờ tiếc. Nếu mà có quay trở lại và biết có té, tôi vẫn sẽ tham dự. Tại vì đối với tôi, đó là cái khoảnh khắc ý nghĩa nhất và cũng phải cảm ơn là những cái người bạn chung của tụi mình đều là những người rất là dễ thương ha ừ. mọi người làm một cái chất xúc tác để cho cho cái uh, cho mối quan hệ của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn rất là nhiều ngoài quân bu nè anh hoàng anh nè ừ. Cả hoàng anh ừ, ừ, ừ. làm gia khang nữa rồi nghĩa trí nghĩa rồi uh, thắng bấm ừ. uh, mỗi lần gặp khuê anh nói có nói chuyện với tú tú có hỏi thăm Tú có chia sẻ Rồi mọi người cũng nói là Tú bây giờ khác trước rất là nhiều Mà từ xưa đến giờ Mọi người đều nói với Khuê là Từ xưa tới giờ dù có chuyện gì đi chăng nữa Mọi người vẫn Vẫn rất là thương Tú Bởi vì mọi người giống như Khuê Cũng nhìn thấy được Bản chất thật sự của Tú là là ai Như mọi người cũng đều hiểu là những cái 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 điều nó xảy ra Nó chỉ là do cái hoàn cảnh môi trường nó tác động thôi nhưng mà về bản chất tú vẫn là một cái người mà tất cả mọi người đánh giá là một người hiểu chuyện một người rất biết điều một người giàu tình cảm đó là những thứ mà mọi người trân trọng ở, ở tú mọi người cũng như vậy và khuê, khuê cũng đồng tình với điều đó vì đó cũng là cái mà khuê cảm nhận à, những gì mọi người nói là những gì mà khuê cảm thấy vui bởi vì à, mọi người cho khuê cái tín hiệu rằng tú cũng giống khuê cũng à, dành cho nhau một cái sự quan tâm có sự à, trân trọng, tôn trọng nhau Và nó là một cái chất xúc tác để cho cả hai đứa uh, ngồi lại với nhau Và cảm ơn là chúng ta đã có những người bạn rất là dễ thương Họ luôn luôn mang lại những cái điều nó rất là tích cực Những cái tên đó là đúng là những cái tên mà luôn khi gặp anh Tú thì cũng chia sẻ giống như vậy ừ. Nhưng mà gặp anh Tú thì họ sẽ nói những cái lời nó sẽ thẳng thắn hơn ừ. Hai người không có gì đâu, hai người về đi ừ. Ta thấy hàng bay hộp Do lúc đó thì này nọ thôi Bây giờ hôm nào thì có cơ hội thì thì ngồi xuống nói chuyện với nhau Để giống như hồi xưa chứ đừng để mọi thứ nó Tự nhiên bây giờ rõ ràng là có quan tâm nhau, có thương nhau Thì tại sao mà không có thể nói chuyện với nhau hoặc là ít, ít nhất là bình thường với nhau ừ thì tôi luôn nói là tôi đâu có giận khuê đâu, tôi thậm chí có cãi nhau vậy chứ tôi chưa bao giờ ghét khuê á, ừ. nhưng mà tôi có đôi khi tôi buồn là bởi vì tại sao cái mối quan hệ giữa tôi và khuê nó, từ tôi, tôi không bao giờ ngồi xuống nói chuyện với nhau hết để mà nó 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 đi xa đến như vậy và mọi người thì có những cái luồng thông tin nó không đúng và từ đó nó làm cho cái khoảng cách của tụi mình nó càng xa 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 hơn, hơn là mình kết nối nhưng mà rõ ràng là những cái người bạn gọi là tâm giao những người mà từ hồi xưa giữa hai tụi mình là một cái dây kết nối tụi mình lại. Cảm ơn bạn gì đã luôn mở lòng trong 2023 để tôi với bạn có cơ hội hiểu về nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau và ngồi ở đây ngày hôm nay. Các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú. Để làm một mới mối quan hệ cũ đầu tiên là mình phải đứng ở góc nhìn của người ta thứ hai mình phải bỏ cái tôi của mình xuống giống như mình tú với khuê để mình có thể ngồi nói chuyện với nhau tiếp theo là đôi lúc mình phải hiểu được bạn mình có những việc mình sẽ phải chấp nhận làm cái việc đó để mình vung đắp cái mối quan hệ tình bạn đó của 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 tụi mình giống như là ly cà phê mà minh tú kể có những cái mình sẽ không thực sự cần thiết phải làm nhưng đối với bạn mình thì cái điều đó nó quan trọng. Rõ ràng nó không phải gọi ly cà phê đó không phải là ly cà phê chỉ để ra uống cà phê và chụp hình, nhưng cái khoảng nó là cái khoảng thời gian mà mình và bạn mình có thể lắng nghe nhau, tâm sự, chia sẻ với nhau chứ không chỉ đơn giản là suốt ngày gửi mấy cái meme me hay là những cái bài báo mà đôi lúc thì họ cũng sẽ có những cái trăn trở trong cuộc sống của họ mà không phải muốn nói là nói mà nó phải đúng một cái hoàn cảnh cái vai nó như thế nào đó để họ có thể thật sự mở lòng và họ chia sẻ và từ đó thì để cái cái mối quan hệ của mình nó nó tốt đẹp trở lại cần sự vun vén và nó đúng là khuê nói cả phải cùng nhau phát triển tại vì nếu mà khoảng cách nó quá xa thì tự nhiên mình sẽ bị miss nhau à đi hai hướng cũng được nhưng mà nó phải cùng nhau đi lên nó sẽ gặp một điểm chạm nào đó ở trên đó chứ còn mà một người quá xa và một người ở dưới thì nó sẽ rất là khó. Cảm ơn Khuê rất là nhiều. À, ngày hôm nay dành thời gian để ngồi nhật ký ban công về với Minh Tú. Và thật sự thì khi ngồi với Khuê tôi được chữa lành. Chữa lành về những cái ok, giống như là những cái gọi là rút mắt hồi trước đi. Có những cái ví dụ như là một cái lời xin lỗi tôi chưa bao giờ có thể nói với bạn hoặc một cái lời cảm ơn. Tôi rất muốn nói Nhưng tôi cũng bị giống bạn là tôi sợ ngại Và tôi mắc cỡ, tôi không dám nói Nhưng ngày hôm nay khi mà bạn cho tôi cái thời gian của bạn Một cái ngày bạn có rất là nhiều thứ để làm Nhưng bạn dành 3 tiếng để ngồi đây nghe tôi Cho tôi cơ hội để tôi có thể chia sẻ những cái đó Đó là một cái chữa lành cho tôi à, Bạn cho tôi thấy được rằng là Tình bạn của tụi mình có thể có những lúc nó Cắt, nó đứt nhưng rõ ràng bạn luôn dành cho tôi một cái sự tôn trọng Và khi tôi cần bạn thì bạn sẽ Bỏ cái tôi của mình xuống Và bạn đưa cái đôi tay đó cho tôi Và kể cả ngày hôm nay khi ngồi đây Bạn cũng nói cho tôi biết là Bạn nên buông bỏ đi Bạn nên tập trung vào cái hạnh phúc quan trọng nhất Của một người phụ nữ là gia đình Thật ra điều quan trọng đối với mỗi người mỗi khác á nhưng mà đến một thời điểm mình cảm thấy mình cần cái gì thì mình cứ bước tới với điều đó giờ thời điểm này tú cảm thấy là tú còn một gia đình vậy thì cứ mạnh dạng bước tới thôi à, cuộc đời con người có nhiều thứ quan trọng lắm không nhất định là bắt buộc là phải có gia đình mới là hạnh phúc nha độc thân cũng hạnh phúc mà vui chứ bộ nhưng mà mình sẽ luôn tìm được niềm vui trong mọi hoàn cảnh khác nhau độc thân tôi vẫn tìm được niềm vui niềm vui với cây cỏ với thú cưng với bạn bè với gia đình gia đình bố mẹ của mình Có có gia đình cũng có cái vui là mình được được dịp để mà mình mình thử thách cái lòng kiên nhẫn của mình, sự nhẫn nại của mình, rồi có dịp để mình có thể nhìn nhận bản thân để mà sửa đổi, luôn tìm niềm vui trong những cái thứ mình làm. Thật sự, tôi đừng cho rằng bất buộc một con người là phải có gia đình mới hạnh phúc nha. Tú hoàn toàn có thể chọn độc thân Hoàn toàn chọn có thể lập gia đình Chỉ là cảm thấy lúc nào Tú cần Thì có mạnh dạng tiến tới đừng suy nghĩ nữa Nghĩ nhiều lắm Nghĩ nhiều mệt bản thân mình Rồi mình cũng sẽ đánh mất đi những cái cơ hội Thật ra tôi tốn khá nhiều, nhiều năm để học cách kiểm soát cơn sồn Thì bây giờ tôi cũng phải tốn một khoảng thời gian Để học cách buông bỏ từ từ Tất nhiên là Đối với tôi, ý nãy tôi nói là hạnh phúc là quan trọng nhất. Đối với tôi á, là ở thời điểm hiện tại, cái bếp lửa gia đình nên là cái bếp tôi phải bật lên và quan tâm nó nhiều nó hơn tại vì tôi đang cần nó và tôi không thể nào bắt cái người đó cứ chờ đợi mình hoài được nên là ngày hôm nay cái thời gian bạn dành cho tôi nó rất là ý nghĩa và tôi trân trọng cái điều đó cảm ơn khuê rất là nhiều cảm ơn bạn cảm ơn tú rất là nhiều nói chung là một lời xin lỗi một lời cảm ơn nó nói ra thời điểm này tôi khuyên nghĩ là nó cũng trọn vẹn nhất xin lỗi vì mình cũng đã mất quá nhiều thời gian để mà có thể hiểu nhau cảm ơn bởi vì ít nhất là trải qua một khoảng thời gian dài nhưng mà chưa đứa nào bỏ mặt mặc kệ đứa đứa còn lại cũng luôn dành cho nhau cái sự quan tâm cũng như là cho nhau những tín hiệu để hiểu được rằng uh, cả hai hướng về nhau um, nói chuyện tình cảm hơn sâu sắc hơn khuê nói không được khuê nghĩ rằng với khoảng thời gian vừa rồi ngồi với nhau chắc khuê tú cũng ít nhiều cũng sẽ cảm nhận được cái cái những gì mà bản thân khuê muốn gửi đến tú muốn nói đến tú khuê mong rằng hành trình sắp tới của tú sẽ hạnh phúc Chắc chắn là hành trình hạnh phúc nào thì cũng sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau Nhưng mà về cuối cùng tối nằm lên giường gác tay lên trán vẫn cảm thấy ăn ngon ngủ yên Đó là hạnh phúc rồi Tôi cũng có chút quan điểm suy nghĩ giống vậy Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem tập này của Nhật ký Ban Công Trong cái cuộc trò chuyện giữa Minh Tú và Lan Khuê Đâu đó các bạn sẽ có những khoảnh khắc đã từng như vậy Hoặc đang diễn ra trong cuộc sống của các bạn như vậy Thì Minh Tú hy vọng rằng là những cái câu chuyện giữa Minh Tú và Lan Khuê đâu đó sẽ giúp cho các bạn có được những cái suy nghĩ những cái đúc kết kinh nghiệm uh, trong uh, cái mối quan hệ bạn bè với mình nè. hoặc là trong cái uh, đối nhân xử thế của mình hoặc là làm mới một cái mối quan hệ cũ hoặc là học cách thông cảm và chấp nhận cho nhau tha thứ cho nhau đó cũng là những cái điều rất là ý nghĩa về kể cả lan khuê có nói một câu mà hồi nãy minh tú rất là xúc động đó là lan khuê hạnh phúc khi muốn tất cả những người xung quanh của Lan Khuê hạnh phúc đó là cái điều cực kỳ ý nghĩa và lần đầu tiên mà nó ấm áp mà Minh Tú thấy được từ Khuê Có thể nói đây là một cái podcast đầu tiên mà Khuê tham gia và lần đầu tiên tham gia là tham gia với Minh Tú thì nó nó rất là đặc biệt bởi vì đây là nơi mà Khuê và Tú có thể giải bày được rất nhiều những cái tâm sự nó không chỉ là cái tâm tư suy nghĩ của của mỗi một người cá nhân mà còn là à, cảm xúc và tình cảm chung của nhau dành cho nhau trong suốt những khoảng thời gian qua và bây giờ khi có cơ hội được ngồi nói chuyện với nhau hiểu nhau hơn thì à, khuê luôn chúc tú cũng như mọi nhật ký ban công sẽ luôn được khán giả yêu quý luôn được khán giả à, trong ngóng theo dõi bởi vì nơi đây khuê tin rằng là những bài học và những câu chuyện nó sẽ là cái nguồn cảm hứng để mỗi người trong chúng ta có thể nhật uh, uh, góp nhặt được những cái năng lượng tích cực này và một lần nữa khuê chúc tú rằng sẽ luôn hạnh phúc luôn thành công trong hành trình sắp tới của mình dù cho là uh, có những cái bước ngoặt nào trong cuộc đời sẽ luôn có những cái người yêu thương cùng đồng hành cảm ơn khuê